Trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã gửi văn bản về Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện chạy ngược chiều trên các tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết theo quy định. Dự án hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, nỗ lực đầu tư xây dựng sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Quá trình khai thác đến nay, theo phản ánh của báo chí và các trang mạng xã hội, thì trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra tình trạng một số phương tiện xe ô tô, xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc. Hành vi trên gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, cần được xử lý ngăn chặn kịp thời. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến cho người dân các nội dung quy định về cấm điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc đối với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, chưa có tính răn đe để khắc phục được triệt để tình trạng nêu trên. Nhằm hỗ trợ địa phương, tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an quan tâm hỗ trợ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện chạy ngược chiều trên các tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết theo quy định.